Trước khi thất bại ở chiến tranh Việt Nam, Mỹ dường như là gã khổng lồ bất khả chiến bại, sẵn sàng tiêu tốn hàng tỷ đô la để đạt được mục đích xâm lược. Trong Thế chiến thứ hai, hai quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima và Nagasaki đã khiến cho đệ tam quốc xã Nhật Bản sụp đổ hoàn toàn và trình diễn cho toàn bộ thế giới biết về vũ khí mạnh nhất đang nằm trong tay người Mỹ. Nước Mỹ không muốn hy sinh mạng sống những người lính của mình nên nhanh chóng sử dụng hàng nóng để kết thúc chiến tranh. Thế nhưng mà trong thực tế lịch sử, cuộc chiến tại Việt Nam khiến cho nước Mỹ tổn thất, tốn kém hơn rất là nhiều so với Thế chiến thứ hai cả về kinh tế lẫn lực lượng tham chiến. Câu hỏi đặt ra là tại sao Mỹ lại không dám sử dụng vũ khí hạt nhân xuống Việt Nam như đã từng làm với Nhật Bản để kết thúc chiến tranh? Điều gì nếu một quả bom nguyên tử được ném xuống Việt Nam? Và chuyện gì thật sự xảy ra chiến trường Khe Sanh khiến cho Mỹ phải từ bỏ ý định? Hãy cùng Taka quay trở lại thời chiến với những giờ phút bom đạn thập tử nhất sinh của những người lính Cụ Hồ và tìm lời giải đáp cho câu hỏi kể trên. Kế hoạch dùng bom nguyên tử để cứu Khe Sanh của tướng Mỹ. Không phải là Mỹ chưa từng ý định ném bom nguyên tử xuống Việt Nam, mà là chưa thể thực hiện kế hoạch của mình. Trong những cuốn hồi ký của các nhà sử gia và các tướng lĩnh tham gia chiến tranh Việt Nam, vẫn còn ghi chép lại kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc là vũ khí sinh học xuống Khe Sanh, nhưng bất thành. Cụ thể là vào đầu năm 1968, Khe Sanh đã trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với các tướng lính Mỹ và nội các của Tổng thống Johnson, vì tại đây thì 5.000 lính Mỹ đang bị quân giải phóng vây hãm. Khi bắt đầu cảm nhận được quân Mỹ đang thất thế và lo sợ Khe Sanh trở thành một Điện Biên Phủ thứ hai, Tổng thống và các quan chức chóp bu của Mỹ đã bàn bạc nhiều lần để tìm được cách giải vây. Trong cuốn Những bí mật của chiến tranh Việt Nam, Daniel Alpert đã kể lại như sau. Vào ngày 10 tháng 2 năm 1968, tờ Bưu điện Washington trích lời phát biểu của tướng Wheeler trước một vài thượng nghị sĩ rằng Hội đồng Tham mưu sẽ khuyến nghị sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu mà thấy việc này là cần thiết để bảo vệ 5.000 lính thủy đánh bộ đang bị mắc kẹt tại cứ điểm Khe Sanh. Mặc dù ông ta không cho rằng lực lượng tại đây sẽ yêu cầu giúp đỡ. Dù là ngoài miệng luôn tỏ ra tự tin, Đại tướng William C. Wemberland, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam vào giai đoạn 1964-1968 cũng tán đồng quan điểm với tướng Wheeler, cho rằng một phương án dùng vũ khí hạt nhân loại nhỏ ở Khe Sanh là nên tính toán đến. Wemberland đã viết trong hồi ký của mình: xem xét khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật ở Khe Sanh là một ý tưởng khôn ngoan. Khu vực xung quanh Khe Sanh gần như không có người ở, số lượng thường dân bị thương vong sẽ ở mức thấp nhất. Và viên tướng này dự tính tiếp: sử dụng vài quả bom nguyên tử cỡ nhỏ ở Việt Nam hoặc thậm chí là đe dọa sử dụng sẽ nhanh chóng góp phần kết thúc sớm cuộc chiến. Nếu mà Washington muốn gửi thông điệp đến Hà Nội, chắc chắn vũ khí nguyên tử cỡ nhẹ sẽ làm được điều này rất là hiệu quả. Kế hoạch bị đổ bể. Mặc dù được giữ bí mật, chẳng bao lâu kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân để cứu Khe Sanh đã bị rò rỉ ra ngoài. Ngay tức khắc thì nó gây ra một làn sóng dư luận sôi động ở trên mặt báo và cũng kéo theo một cuộc tranh luận gay gắt trên chính trường. Những nghị sĩ được phe diều hâu ủng hộ kế hoạch này với lập trường làm như vậy sẽ kết thúc nhanh chiến tranh. Nhưng mà số người phản đối thì đông đảo hơn. Trong số đó, thượng nghị sĩ Fulbright ở Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và hai nghị sĩ khác là Clark và Aiken đã lên án việc này ngay khi mà họ biết tin vào đầu tháng 2 năm 68. Trên kênh truyền hình CBS, thượng nghị sĩ Adrian McCarthy đang vận động tranh cử tổng thống và đã công khai trả lời về kế hoạch sử dụng vũ khí nguyên tử của nội các Johnson, làm cho dư luận Mỹ phải xôn xao. Trong thời điểm này thì thủ tướng của Anh là Harold Wilson đang ở Washington nhân chuyến thăm Mỹ cũng đã phát biểu với báo giới công khai phản đối kế hoạch đó. Ông ta nói: thật điên rồ nếu Mỹ sử dụng vũ khí nguyên tử. Điều đó không chỉ đem lại hậu quả thảm khốc cho vị thế của nước Mỹ, mà còn là khởi đầu rất là nguy hiểm cho khả năng leo thang chiến tranh trên toàn thế giới. Trước sức ép từ dư luận, Tổng thống Johnson buộc phải ra thông cáo báo chí trả lời giả dối rằng: trong suốt 7 năm qua, tôi chưa hề nhận được lời yêu cầu triển khai vũ khí nguyên tử nào cả. Do đó tôi muốn chấm dứt thảo luận về đề tài này. Mồm Tổng thống thì nói như vậy, nhưng mà tác giả Daniel Alpert cũng đưa ra bằng chứng xác nhận rằng
từng có sự bàn thảo về một kế hoạch sử dụng bom hạt nhân để cứu khe sành. Cuốn sách cho biết, Mark Halperin làm việc cho Lầu Năm Góc từng nói với tôi rằng tại các buổi ăn trưa làm việc thứ ba hàng tuần, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thống và Tướng Weller thường thảo luận chủ đề sử dụng bom nguyên tử xuống khe sành. Sau này thì hồ sơ mật của Lầu Năm Góc bị tiết lộ, người ta thì còn biết thêm rằng Johnson từng nói trong một cuộc bàn thảo về kế hoạch ném bom hạt nhân vào khe sành: "Tôi ao ước không bao giờ phải đối mặt với quyết định sử dụng vũ khí nguyên tử. Do đó tôi yêu cầu các ngài phải đảm bảo với tôi là chỉ sử dụng vũ khí quy ước, song vẫn có thể bảo vệ được khe sành." Nguyên nhân sâu xa, Mỹ lo ngại bị trả thù. Trên thực tế là sau hơn 70 ngày bị vây hãm, lính Mỹ đã phải rút khỏi khe sành mà không có một trận ném bom nguyên tử nào cả. Kế hoạch ném bom nguyên tử cứu khe sành đã bị gác qua một bên. Có hai nguyên nhân khiến Mỹ không dám ném bom nguyên tử xuống Việt Nam. Thứ nhất, chính là bởi sự chỉ trích của chính giới và sự phản đối dư luận nước Mỹ cùng cả quốc tế nữa, khiến cho kế hoạch này bị gác lại. Phải nhắc thêm rằng William Gamelin đã từng tham gia Thế chiến thứ hai, chiến tranh Triều Tiên những năm 52-53. Ông này thì nổi tiếng là người không từ thủ đoạn và làm việc ác liệt, tàn nhẫn. Viên tướng Mỹ này cũng là tác giả của chiến thuật Tìm và Diệt với hàng loạt chiến dịch tấn công quân giải phóng, và ông cũng là người ủng hộ ném bom miền Bắc Việt Nam không hạn chế. Các chính sách của viên tướng Mỹ Gamelin áp dụng trên chiến trường Việt Nam thời gian này thường xuyên bị dư luận Mỹ và quốc tế chỉ trích vì quá là vô nhân tính và tàn ác. Nguyên nhân thứ hai, Mỹ lo sợ một cuộc leo thang chiến tranh và trả đũa hạt nhân từ đối phương. Tom Johnson, một trợ lý đặc biệt của Tổng thống Johnson, đã từng cho biết Tổng thống chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng các tướng lĩnh của mình. Ông ấy rất là ngưỡng mộ tướng Gamelin, nhưng mà không muốn các tướng lĩnh của mình điều khiển cuộc chiến. Ông này còn tiết lộ thêm, mặc dù muốn Mỹ giành chiến thắng trong trận khe sành, nhưng vị Tổng thống thứ 36 của Mỹ lại lo ngại một cuộc chiến tranh lan rộng với Trung Quốc nếu mà xung đột leo thang hơn nữa. Còn theo cuốn Giải mã hồ sơ mật của nhà xuất bản Lao động, trong khi lập kế hoạch tấn công hạt nhân, một nhóm các tướng lĩnh và quan chức hàng đầu đã được thành lập để nghiên cứu. Nhóm này được gọi là Jackson. Qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, nhóm này trình báo lên Johnson một bản báo cáo chi tiết đầy đủ. Bản báo cáo dự liệu trong hai đồng minh của Hà Nội là Trung Quốc và Liên Xô, thì Trung Quốc mới chỉ ở giai đoạn đầu của các thử nghiệm tên lửa hạt nhân. Cho nên chỉ có Liên Xô mới là nguồn cung cấp vũ khí nguyên tử cho Việt Nam. Mặc dù hiện nay các loại bom và tên lửa hạt nhân của Liên Xô nhẹ nhất thì cũng khoảng 450 kg, nên rất là khó sử dụng đối với các đội quân đánh theo lối du kích của đối phương. Nhưng rất có khả năng Liên Xô đã thiết kế được các loại vũ khí nguyên tử chuyên biệt cho bộ binh bắn đi từ súng cối, súng không giật, nặng vài trăm pound, với tầm bắn thì xa lên đến vài dặm. Họ cũng tin chắc rằng loại vũ khí này Việt Nam đã sở hữu. Theo tiên đoán của nhóm Jackson, những vũ khí này có cỡ nhỏ, trọng lượng nhẹ, có sức công phá từ 10 đến 20 kiloton, sẽ được di chuyển từ Bắc vào Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh. Tất nhiên là quá trình di chuyển sẽ mất vài tuần, thậm chí là hàng tháng trời, để chuyển được từ 50 đến 100 vũ khí nguyên tử cỡ nhỏ. Nhưng việc di chuyển thì cũng không khó khăn gì lắm. Từ đó thì họ dự kiến là có 3 kịch bản trả đũa của đối phương. Thứ nhất, bí mật vận chuyển đủ số lượng vũ khí nguyên tử để tập kích đồng loạt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở miền Nam. Khả năng này hơi khó so với trình độ tác chiến của đối phương hiện tại, và cũng rất là nguy hiểm nếu như có một vài trận địa chậm trễ không tiến hành kịp thời. Thứ hai thì là tấn công kéo dài trong nhiều tuần hoặc là hàng tháng trời, mỗi lần sẽ tấn công một căn cứ. Khả năng này được cho là dễ xảy ra nhất vì nó phù hợp với lối đánh và trình độ tác chiến hiện tại của đối phương. Thứ ba là tập trung tấn công vào một mục tiêu chiến lược quan trọng. Tân Sơn Nhất được Mỹ xác định là một mục tiêu lý tưởng nếu Việt Nam chọn đánh theo lối này, vì sân bay này nằm ở ngoại ô, trong một khu vực ít dân cư và là một mục tiêu chiến lược cực kỳ là quan trọng. Hơn nữa, chính Mỹ cũng phải thừa nhận rằng công tác an ninh hiện tại ở sân bay này là rất kém, khó có thể đảm bảo rằng sẽ không có một vali bom lọt lưới vào bên trong. Vì những lý do đó, người Mỹ đã gác ý định sử dụng vũ khí nguyên tử. Mặc dù là cuộc chiến tranh ở Việt Nam là ác liệt và tổn thất nhất trong các cuộc chiến mà họ từng tham gia, Johnson đã gây ra những lỗi lầm không thể vãn hồi khi mà phát động chiến tranh Việt Nam. Nhưng liệu là có phải cảm ơn ông ta vì đã không để cuộc xung đột năm 68
trở thành một thảm họa hạt nhân như là Hiroshima hay là Nagasaki hay không? Kết quả là Khe Sanh đã trở thành nơi mà lần đầu tiên quân đội Hoa Kỳ phải rút bỏ một căn cứ quân sự trọng yếu bởi áp lực của đối phương. Và nếu lịch sử luôn là chủ đề hấp dẫn, kính mời các bạn đón xem tiếp video. Cái kết bi thảm của ngũ đại mỹ nhân Sài Gòn trước 1975 đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha các bạn ơi.